xin chào các anh. Cảm ơn các anh đã tin tưởng ủng hộ Quỳnh trong thời gian vừa qua nha. Từ khi mà ra mắt cái sản phẩm gel titan thay đổi kích thước dương vật thì các anh ủng hộ Quỳnh nhiều lắm. Và bên cạnh đó thì Quỳnh thấy là có nhiều anh hay inbox hỏi Quỳnh là bị rối loạn cương dương hay là yếu sinh lý thì có sử dụng cái gel này được hay không. Thì hôm nay Quỳnh sẽ chia sẻ lại về cái công dụng và cái thành phần của gel này để các anh có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm nha, và có thể yên tâm sử dụng. Sản phẩm gel titan này, công dụng của nó thứ nhất là phải kể đến là giúp thay đổi kích thước dương vật, giúp ngày càng khủng hơn, dài hơn nè. Rồi cái công dụng thứ hai là giúp điều trị yếu sinh lý, điều trị chứng rối loạn cương dương trên bão dưới hông nghe. Rồi nó còn giúp là tăng cái khoái cảm trong cái chuyện phòng the, nó còn giúp là tăng được cái cuộc yêu kéo dài, gọi như là tăng được số lần yêu hơn nè, thời gian yêu kéo dài hơn, giúp cho các anh trở nên là mạnh mẽ hơn trong mắt người yêu hoặc là người vợ của mình. Cái sản phẩm này là Quỳnh nhập trực tiếp tại Nga, không hề lấy qua trung gian một shop nào hay là đại lý nào tại Việt Nam cả. Nên là khi sử dụng thì các anh cứ yên tâm đi, không có sợ là mua nhầm hàng nhái, hàng giả kém chất lượng đâu. Tại vì cái gì chứ sản phẩm để mà bôi lên da hay là xài vào trong cơ thể thì Quỳnh không có dám bán bậy bạ. Bán bậy bạ mà lỡ mà các anh sử dụng mà có vấn đề gì là chết luôn, là mất uy tín lắm luôn. Quỳnh thì đã có nhiều năm chuyên kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu rồi, nên là mình rất là có kinh nghiệm cho cái sản phẩm này. Không bao giờ mà dám, là dù là nhiều khi có hết hàng, kẹt hàng cỡ nào, không bao giờ Quỳnh dám nhập hàng tại Việt Nam lấy lại tại đại lý nào cả. Tại vì nhiều khi là họ trộn lẫn hàng thật hàng giả, mình sẽ không phân biệt được cái điều đó. Tại vì nhiều quá, mình không thể nào mà kiểm hàng từng món được. Nên đối với Quỳnh chẳng thà là không có hàng thì không bán, chứ không bao giờ mà đi nhập hàng tại Việt Nam nha. Nên là yên tâm, khi mua hàng bên Quỳnh thì các anh cứ check thoải mái. Đây có tem đàng hoàng, mã vạch đàng hoàng, các anh cứ check thoải mái luôn. Phát hiện ra hàng nhái, hàng giả kém chất lượng, gửi trả sản phẩm cho Quỳnh, Quỳnh hoàn tiền gấp đôi, gấp ba luôn nha. Và nếu mà các anh sử dụng thấy hiệu quả thì nhớ giới thiệu cho bạn bè, người thân và feedback cho Quỳnh với nha. Cái gel titan này là với chiết xuất là từ cây dâu tây, cây mã tiên thảo và cây tật lê, thêm vài loại cây cỏ thảo mộc nữa. Nên là khi sử dụng thì nó sẽ rất là an toàn, nó không tác dụng phụ, không ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, không làm ngứa ngáy, kích ứng khó chịu hay là ảnh hưởng đến cái người phụ nữ, người bạn tình của các anh. Nên là yên tâm sử dụng. Càng sử dụng thì dương vật càng phát triển. Và nếu mà các anh không muốn dương vật phát triển, chỉ muốn là kéo dài được cái cuộc yêu hơn, thời gian dài hơn hay là tăng cái khoái cảm lên, thì có thể là sử dụng gel này trước khi quan hệ 15 phút. Nếu mà muốn tăng kích thước lên thì sẽ dùng mỗi ngày nha. Bây giờ Quỳnh sẽ hướng dẫn cách sử dụng đây. Mỗi ngày và một buổi sáng khi mà các anh ngủ dậy, các anh sẽ vệ sinh dương vật thật là sạch sẽ. Sau đó là lấy cái gel bôi đều lên dương vật. Đây, lấy một lượng nhỏ tầm từ 2 đến 3 hạt bắp, bôi đều lên dương vật nha. Quỳnh ví dụ ở đây, bôi đều lên, bôi cả đầu, cả thân. Và sau đó là massage một chút xíu cho gel thẩm thấu vào. Lưu ý là trước khi một cái bài tập thể dục cho dương vật thì các anh phải để dương vật ở trạng thái ngủ, trạng thái bình thường. Nếu mà đang trong quá trình mà tập thể dục hay massage mà nó bị cương cứng lên thì các anh dừng lại để cho nó trở về cái trạng thái bình thường rồi tập tiếp nha. Quan trọng ở đây là tập thể dục cho dương vật nè, chứ không phải là cái gel đâu. Cái gel là một phần để kích thích thôi. Khi mà các anh tập thể dục cho dương vật thì nó sẽ giúp lưu thông tuần hoàn máu tốt hơn, giúp cho dương vật nó dẻo dai hơn. Thì sau đó là các anh sẽ khi mà quan hệ sẽ kéo dài được cái thời gian yêu hơn nữa nè. Lấy cái lượng gel bôi lên, sau khi mà bôi và massage tầm 5 phút thì để cho nó khô ráo. Khi mà thấy nó khô rồi thì các anh bắt đầu tập thể dục nha. Nâng dương vật lên xuống trái phải, lên xuống trái phải, cứ nâng đều đặn như vậy tầm 10 đến 15 phút nha. Và khi mà nâng thì trong quá trình đó các anh phải kéo giãn cái da ra nữa, cứ vừa tập vừa kéo giãn da ra, tại vì sau này dương vật của các anh sẽ phát triển dài ra. Mà nếu mà không kéo giãn da để cái da nó giãn đều theo thì sau này cái da nó bị ngắn mà dương vật dài thì nhìn nó cũng không phải là hoàn hảo đâu. Nên là lưu ý một cái điều đó nha, cứ tập lên xuống trái phải như vậy tầm 10 đến 15 phút là ok, không nên rửa lại, để cho nó thẩm thấu hết vào trong da thì sau đó thì nó sẽ hấp thu được tốt, phát huy được cái hiệu quả tối đa. Còn nếu mà các anh vội vàng rửa nước quá thì nó chưa kịp thẩm thấu hết thì nó bị trôi, nó mất tiêu rồi thì nó cũng không có đạt được cái hiệu quả như mong muốn nha. Cố gắng duy trì sử dụng tối gọi như là ít nhất là 30 ngày.
thì sẽ thấy được cái hiệu quả. Thông thường thì ai mà cơ địa dễ hấp thu, sau một liệu trình một tháng thì sẽ thấy là tăng được từ 0,5 đến 1 cm chiều dài, cái chu vi, cái chiều rộng, chiều ngang ra là khoảng thời gian sau này nha, giai đoạn 2. Giai đoạn đầu là phát triển chiều dài trước, bắt đầu là cái giai đoạn 2 là sẽ thấy là nó khủng hơn, to hơn nè, và nó tăng được số lần yêu trong ngày và kéo dài được cái thời gian quan hệ luôn. Thời gian đầu thì nó chỉ làm cho tăng khoái cảm hơn thôi. Đối tượng là từ 18 đến 65 tuổi là có thể sử dụng được cái gel này. Và yên tâm, khi sử dụng thì nó không ảnh hưởng gì đến người phụ nữ cả. Trước khi quan hệ không cần phải rửa lại gel luôn nha. Một tuyết này sẽ có giá là 750.000 đồng thôi. Rất là rẻ để có được một cái cậu bé gọi như là hoàn hảo, để các anh trở nên tự tin hơn, mạnh mẽ hơn trong mắt người vợ của mình, người yêu của mình nha. Ở trên thị trường thì hiện nay Quỳnh thấy có rất là nhiều cái phương pháp để mà giúp cải thiện dương vật. Nhưng mà nếu mà các anh không tìm hiểu kỹ thì vô tình là tiền mất tật mang đó nha. Nhiều người dại dột lắp đi tiêm filler, tiêm silicone vào dương vật để cho nó to khủng ra, nhưng mà chưa tìm hiểu kỹ filler là cái gì, silicone là cái gì. Silicone khi mà tiêm vào nó là làm cho cái dương vật nó bị cứng, mà nó giống như kiểu là sau này nó còn gây hoại tử, nó còn nhiều cái biến chứng khác nữa. Hồi xưa phụ nữ hay tiêm silicone vào người, sau này người ta phải tốn rất là nhiều tiền để mà đi nạo ra. Nên là các anh đừng dại dột đi tiêm bậy bạ vào nha. Rồi có nhiều người thì bảo là dùng thuốc gia truyền này nọ kia uống vào, cuối cùng cũng không thay đổi được gì. Thì cái sản phẩm này là của Nga, người nước ngoài, họ rất là kỹ lưỡng. Họ không bao giờ mà xài những cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc nè. Rồi những cái sản phẩm nào mà bậy bạ trôi nổi thì cũng không được nhà nước cấp phép, không được Bộ Y tế cấp phép chứng nhận thì không được lưu hành đâu. Một cái công ty mà bán sản phẩm không tốt, không chất lượng, lỡ mà bị kiện tụng là công ty đã có nguy cơ bị phá sản luôn. Nên là không ai dại dột đưa ra thị trường một sản phẩm không có hiệu quả và không có chất lượng nha. Nên là nếu mà đã xài mỹ phẩm nước ngoài, hàng nước ngoài rồi thì cứ yên tâm về chất lượng và cũng như là cái uy tín của công ty này. Em đã đọc rất là kỹ trên những cái trang web, những cái diễn đàn nước ngoài, đặc biệt là người châu Âu. Sản phẩm này người châu Âu rất thích, và cái này xuất xứ từ Nga, người Nga rất là ưa chuộng. Em có tham khảo qua thì thấy là hơn một nửa dân số đàn ông ở Nga là họ tin tưởng sản phẩm này. Không phải là người nước ngoài là ai cũng khủng đâu, có những người sinh ra là nó cũng bị nhỏ, không có được như mong muốn. Có những người là to sẵn rồi nhưng mà lại bị yếu, nên là buộc lòng họ phải sử dụng một cái sản phẩm hỗ trợ. Thì đây là sản phẩm mà em thấy là người ta bình chọn nhiều nhất, nằm trong top được yêu thích nhất luôn. Bên cạnh đó cũng có nhiều sản phẩm nữa để tăng kích thước dương vật nữa.